rồi, cho mẹ xin. Rồi. Mẹ bế con à? Nay mình đi chợ thôi. Đi tìm mua quả đấy à. Chị ơi, chị em hái mấy một ít dưa được không ạ? À? Đi chợ ạ? Vâng. Con vào đây chờ mẹ nhé. Con đứng đây. Đấy, con sơn xuống đấy là bẩn hết tay nhá. Đây, mẹ cho con ngồi đây nhá. Ừ. Đây mẹ cho con sữa. Chị ơi, em hái ở bên lúng bên này nhá. Bóp thấy chưa? Mẹ đi muối của tôm ở đây nhá. Con chờ mẹ nhá. Dưa này quả đẹp thật đấy chị nhỉ. Ừ. Tôi ngồi im để chờ mẹ nhá.
Tôm ngồi đấy chờ mẹ nhá, không được đi ngã nhá Tôm ơi. Đây là tôm ạ. Từ ngày thôi nhỉ. Đầy rồi nhỉ, như thế thôi. Bé con à. Chào mẹ nhá. Mười chín cân cá gùi.
hỏng dưa của bà nhá. Ô, lấy dưa của bà. Có gì em ấy cậu. Cái ở đâu đó nó bảo thế nên đeo khẩu trang vào. À, đeo khẩu trang rồi đi. Cái này mới con. Cái này.
Con đãi ra quần phải không? Đấy, tè ra quần rồi. Để thay quần cho con nào. Ôi sao? Thế lấy cho con quả chuối. Ừ, vâng chứ.
Thơm thế. Để cho con ngồi đây chơi nhé. Con ăn hết chuối chưa Tôm ơi? Ngồi im đấy nhá. Mẹ cắt cái cỏ này cho con cá nhé. Ngồi xuống đi. Mẹ cắt cỏ cho con cá nhé. Chỗ này rộng quá con ạ. Con ngồi xuống ghế đẹp của con đi. Con ngồi xuống ghế đẹp của con đi. Đấy, mẹ phát cái này ra cho mẹ ôm đi cho con cá nó ăn nhá. Con nó cho đấy vào mồm đấy, ẹc lắm con ạ. Cho vào mồm đi, ẹc lắm. Con bỏ ra nhá. Chào hai mẹ con nhá. Vâng, con chào anh ạ. Tôi mang một ít lương thực này, với một ít rau. Vâng. Cái cây rau này cấy ăn được quanh năm ấy. Vâng. Còn đây hai miếng cá rồi, mang về nấu cho thằng cu. Vâng. Đây, cầm lại. Em xin ạ. Còn cái túi rau này mang về nấu cháo cho chó. Vâng. Đây. Cô cầm vào trong kia đi, tôi trông chở cho. Vâng. Đây, cu về bế bám đi. Nào, bế bám. Xây chỗ này để làm cái gì đây? À, em định làm là cái nhà rửa bát anh ạ. À. Vâng. Xây như thế này là hợp lý đấy. Làm cái ô giặt rũ ra đây. Vâng. Hôm nay em thấy có cái bao xi của anh ở để ở kia thì em lấy về em làm. Để cho nó nước nó thoát ra bên này này. Vâng. Cái đường nước nó sang bên này đi cho xà phòng nó thoát ra kia. Vâng. Thì mình, nước nó không xuống ao là cá nó mới lớn nhanh. Vâng. Em cũng tính bảo làm ra đây thì nước xà phòng nó khỏi ở xuống ao kia giặt rũ anh ạ, với lại rửa bát ấy. Ừ. Làm thế là hợp lý đấy. Vâng. Cái ở đầu bên kia nó cũ thì bỏ nó đi san ra nó lấy rau về ấy xuống. Vâng. Đây rồi xuống à. Đây bắt đầu con rau đấy. Xúc cát để xây đi. Anh về thì bàn với cả chị nữa không, cho em thuê lại cái mảnh đất này với lại cái nhà này được không? Tôi thì tôi cho hai mẹ con ở không thôi, tôi không lấy tiền đâu. Không anh ạ, em muốn là em muốn thuê xong cho chị ấy khỏi ra đây, nhưng mà không muốn chị ấy là gây khó khăn cho hai mẹ con em thôi ạ. Nếu không muốn chị ấy bị đuổi hai mẹ con em ra khỏi đây rồi. Nếu thế thì cũng được. Vâng. Hôm nào em gom đủ tiền thì em mang vào cho chị đúng không ạ? Bây giờ em thì em chưa đủ tiền đâu. Mà thuê nhà bây giờ em chưa đủ tiền, em vừa muốn mua ngan em hết tiền rồi. Thế cũng được. Vâng. Bây giờ hai mẹ con đi làm này lấy đâu ra tiền? Vâng. Một ngày đi chợ kiếm được bao nhiêu đồng lắm. Vâng. Thế cái chỗ này hai mẹ con có làm được không? Có tự xây được không? Làm được bác ạ. Thì hôm nào tôi rảnh rỗi tôi vào đây hộ. Vâng. Còn bây giờ tôi về đây. Vâng. Thế tôi chào bác đi. Chào bác nào. Tôi bye bye bác đi. Chào bác nhá. Thôi bác về đây. Vâng. Thế em chào anh nhá. Mời không cho cát vào mồm nhá. Mình ôm cái cỏ này đi cho con cá ăn, cái này vướng quá.
này, bế con, bế con. À bế con về lấy chuối nhá, bế con về lấy chuối măm măm. Về lấy chuối măm măm. Đây, con dí đây. Quả chuối chín nhá. Đây con ngồi đây mẹ xem bác cho cái hành để mang về để cấy cái gì nhá. Bác cho nhiều hành cấy thế này. Mẹ đi rán cá cho con ăn nhá.